Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chú Hề ST làm bong bóng nghệ thuật. Hãy ủng hộ chú Hề ST bằng cách nhấn like, share, đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn xem video vui vẻ và luyện tập thật thành công. Bài hôm nay chú Hề ST sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo hình một cây kiếm siêu nhân các bạn nhé. Để tạo được cây kiếm siêu nhân chúng ta cần có 4 quả bóng. Ở đây chú Hề dùng 4 màu khác nhau các bạn. Màu xanh dương, màu đỏ, màu vàng và màu trắng. Đầu tiên chúng ta sẽ thổi quả bóng màu xanh dương này lên nồi quả bóng. Bây giờ chúng ta sẽ tạo một vòng tròn khoảng 3 ngón tay. Còn lại đây. Tạo hai cái khóa, một khóa 2 ngón tay. Đây là cái chuôi kiếm các bạn. Tiếp tục chúng ta tạo một đoạn khoảng tầm 7 ngón tay. Một đoạn 4 ngón tay. Một quả nho 2 ngón tay. Quay ngược trở lại 4 ngón tay. Chung lại các bạn. Bên này tương tự bên này. Bốn ngón tay. Phần này chúng ta cắt bỏ. Hai quả nho này chúng ta sẽ tạo thành cái khóa các bạn nhé. Tiếp theo, quả bóng màu vàng chúng ta cũng thổi lên nửa quả bóng. Bây giờ quả màu vàng này chúng ta sẽ tạo hai cái khóa, một khóa hai ngón tay. Bên này tương tự. Chúng ta qua này. Tiếp tục, chúng ta tạo một đoạn 5 ngón tay. Một cái khóa, 2 ngón tay. Tiếp tục. Chúng ta cột vào đây. Và chúng ta lên đây, xuống đây là 5 ngón tay các bạn nhé. Bên này chúng ta làm tương tự bên này. Tiếp theo, quả bóng màu đỏ và màu trắng chúng ta thổi lên. Trở lại khoảng 5 ngón tay các bạn.
quả cột chung này. Và chúng ta kết nối vào đây. Quả bóng màu đỏ và quả bóng màu trắng, chúng ta tạo khoảng 4 quả nho hai ngón tay. Từ đây lên đến đây. 1 2 3 4. Rồi chúng ta cột vào đây. Tiếp theo, quả màu đỏ chúng ta bóp mềm. Làm một quả khoảng 5 ngón tay. Cột vào đây. Quả bóng màu trắng làm tương tự quả bóng màu đỏ. Đến đây chúng ta sẽ xoắn căn ở giữa các bạn nhé. Tay phải để đây, tay trái chúng ta xoắn. Đến chiều dài mình mong muốn thì mình cột lại, xoắn lại. Quả bóng màu đỏ này còn dư nhiều nên chúng ta dùng quả bóng màu đỏ này chúng ta tạo cái khóa. Hai. Ở chuôi kiếm này chúng ta có thể thêm viên ngọc vào. Chú hề ST sẽ làm thử một viên ngọc nhất lây cho đẹp các bạn. Đơn viên ngọc đơn giản chỉ là một cái khóa thôi các bạn. Cột lại. Và chúng ta luôn vô đây. Vậy là chúng ta đã hoàn thành cái kiếm siêu nhân các bạn nhé.